Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và Hoa Kỳ là một trong những quốc gia kiểm soát an ninh xuất nhập cảnh chặt chẽ. Bởi vì vậy mà khi chuẩn bị hành lý sang Mỹ thì bạn nên nắm chắc một số quy định tại các sân bay và hải quan để tránh rắc rối trước khi lên đường. Và hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm chuẩn bị hành lý. Bạn biết không, học tập một thời gian dài tại Mỹ có thể khiến bạn muốn mang cả tủ quần áo theo mình lên đường. Và nhưng mỗi nơi thì có một khí hậu mỗi khác. Với số ký hành lý có hạn thì bạn không cần phải lo xa là mang quần áo mùa đông đến những bang có nhiệt độ nóng quanh năm, chẳng như hạn như là Houston hay là Texas. Và hơn nữa thì để chống chọi với những nơi có tuyết với nhiệt độ âm khắc nghiệt, quần áo mùa đông mua tại nước ngoài chắc chắn sẽ tốt hơn hẳn. Và tìm hiểu về thời tiết nơi bạn học tập trước khi lên đường sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong khâu lựa chọn quần áo. Và du học đồng nghĩa với việc là bạn không có ba mẹ ở bên cạnh chăm sóc lúc đau ốm. Vì vậy mà khi mới sang Mỹ thì bạn nên trang bị cho mình một hộp thuốc mini với các loại thuốc thông dụng như là trị cảm, ngậm ho, đau đầu, v.v. Ngoài ra thì mang theo nhiều đồ dùng cá nhân như là khăn mặt, bàn chải sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được một khoản không nhỏ bởi chi phí sinh hoạt bên Mỹ rất đắt đỏ. Và các chất lỏng nói chung như là nước, sữa, dầu gội đầu hay là vật nhọn sẽ bị máy soi phát hiện và bị cấm mang lên máy bay. Nhưng khi bạn vào khu vực phòng chờ thì có thể thoải mái mua chúng ở các quầy giải khát và mỹ phẩm. Và nếu mang mỹ phẩm lên máy bay thì những dạng chai lọ phải dưới 100ml và không quá 10 chai, đựng trong túi ni lông trong suốt. Vậy nên nếu có đem theo những vật dụng cần thiết như là dao gọt hoa quả, kéo nhỏ hay mỹ phẩm và sữa dưỡng thể dạng lỏng, tốt nhất là bạn nên để vào hành lý ký gửi. Và khi sang đến trường thì bạn sẽ sớm được tham gia một ngày dành riêng cho du học sinh quốc tế để làm quen và giao lưu văn hóa với những sinh viên bản xứ tại trường. Và đây là một cơ hội tuyệt vời để kết bạn và tìm hiểu văn hóa tại nơi mà mình theo học. Bạn có thể giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng những món bánh kẹo đặc sản như là ô mai, cà phê rang, v.v. Và đây là những món được hải quan Mỹ chấp nhận. Và miễn là bạn bọc gói cẩn thận để trong hành lý ký gửi. Và các loại thực phẩm tươi như là thịt, trái cây hay đồ hộp thì đều bị cấm mang lên máy bay các bạn nhé. Còn về điện thoại di động và laptop thì là một trong những món đồ điện tử nổi tiếng tại Mỹ về chất lượng tốt và hiện đại, có mức giá rất phải chăng, thậm chí là có phần thấp hơn so với Việt Nam. Hơn nữa thì điện thoại mua tại Việt Nam khi sang Mỹ thì thường không sử dụng được, sẽ tốn công bạn mang theo. Và những vật dụng học tập như là bút chì, thước kẻ, máy tính v.v. thì tương đối là đắt. Vì thế cũng nên mang theo để sử dụng thời gian đầu. Đặc biệt là những sinh viên các ngành học về kế toán thì cần tính toán, máy tính rất cần thiết. Vì vậy hãy mua chúng tại Việt Nam trước khi du học các bạn nhé. Và về số cân hành lý theo quy định của Hải quan Mỹ thì bạn nên ký gửi 2 vali. Mỗi vali là 23kg và tổng chiều rộng, chiều dài, chiều cao của hành lý phải nhỏ hơn 158cm. Về hành lý xách tay thì mỗi hãng hàng không có một quy định riêng. Thông thường thì hành lý xách tay không được vượt quá 7kg. Vì vậy thì hãy đảm bảo hành lý của mình không vượt quá quy định. Và nếu không thì bạn sẽ phải bỏ hành lý thừa lại tại sân bay hoặc là tính thêm tiền cho số hành lý thừa. Và đó là một số điều cơ bản nhất khi mà chuẩn bị hành lý lên đường đi du học. Tân Đại Dương hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn. Và khi cần được hỗ trợ về hồ sơ du học du lịch Mỹ, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Hoàng Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Vũ Thảo Nhi. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết được cái quá trình mà Nhi làm hồ sơ thì như thế nào, cũng như là cái tâm trạng hiện giờ của Nhi ra sao nhé. Chị xin chào Nhi. Dạ, em chào chị. Nhi có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn biết được không? Dạ, em là Vũ Thảo Nhi. Em đến từ Lâm An, Tân An. Hiện tại là em đang học tiếng Anh ở Aero English. Và em cũng đã từng học ở đại học Washington nhưng mà bây giờ em nghỉ rồi. Thời gian rảnh thì em thường đi chơi với bạn bè. Chị không biết là bây giờ thì em nhận được visa rồi thì cái tâm trạng hiện giờ cái như thế nào? Dạ, vui, rất là phấn khích. Rồi, thì chị không biết là lý do vì sao lại quyết định chọn Mỹ làm điểm đến của mình ha? Tại vì em muốn có thêm nhiều kiến thức với lại kinh nghiệm để cho em làm việc cho công ty Sasco. Và
Mỹ thì rất là thích hợp cho em để học về cái ngành quản trị kinh doanh. Và với cái bằng đại học của Mỹ thì khi trở về Việt Nam em có thể dễ dàng kiếm được một công việc tốt ở công ty. Chị không biết nói vậy qua Mỹ em sẽ học tiếp ngành quản trị kinh doanh hay sao em ha? Dạ, em học tiếp ngành quản trị kinh doanh. Nếu vậy trường em học là trường nào? Em học về trường University of New Hampshire. Trường của em là có khoảng 150 năm kinh nghiệm về giảng dạy và là trường lớn nhất ở bang New Hampshire. Và trường của em thì cũng nằm trong top 10 trường kinh doanh đào tạo chuyên ngành thành công nhất và là nằm trong top 100 trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Và trường của em thì cũng là một trường đại học quốc gia hàng đầu tại Mỹ. Trường của em thì nằm ở New Hampshire State, là một trong ba bang an toàn nhất nước Mỹ. Và cái kinh tế của bang này thì cũng rất là phát triển. Có số thu nhập bình quân trên hộ gia đình đứng thứ 7 trên nước Mỹ. Và trường này thì ở cái bang này thì không có nhiều người Việt Nam sinh sống. Vậy cái lộ trình mà em qua đó học thì sẽ như thế nào em ha? Em sẽ học tiếng Anh 1 năm và sẽ học bắt đầu cái chương trình học của em 4 năm. Sau 5 năm thì em sẽ quay về Việt Nam và xin vào công ty Sasco. Nếu vậy chị không biết là cái cảm nhận khi em làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em thấy như thế nào? Khi mà bạn bè giới thiệu cho em đến em gặp trực tiếp chị Thảo thì chị Thảo có hướng dẫn cho em cách làm hồ sơ, chuẩn bị về các mặt tài chính, học bạ. Và chị Thảo đã điền lấy các I-20 cho em và chị Thảo hẹn ngày phỏng vấn cho em. Chị Thảo rất là nhiệt tình, lâu lâu mà em có thắc mắc cái gì thì em điện thoại cho chị Thảo thì chị Thảo sẽ hướng dẫn cho em. Và khi lên học thì chị Thảo sai chỗ nào thì chị Thảo sẽ sửa chỗ đó cho em. Khi em học với chị Thảo thì chị Thảo giúp em điền hồ sơ DS-160, lấy cho em cái I-20 của trường và hẹn lịch phỏng vấn cho em. Rồi em học với anh Khôi thì anh Khôi hướng dẫn tận tình em những cái câu hỏi mà về khi trong khi phỏng vấn, cách trả lời ra sao và hướng dẫn em cái cách tự tin. Và khi buổi cuối cùng thì khi học với anh Bảo Anh thì anh Bảo Anh bút cái tinh thần cho em để em tự tin đi phỏng vấn. Khi có visa rồi thì em sẽ giới thiệu về Tân Đại Dương cho bạn bè của em, tại vì ở đây dịch vụ rất là tốt, các nhân viên, các chị rất là nhiệt tình. Rồi chị không biết là bây giờ thì em có một cái lời khuyên nào dành cho tất cả các bạn mà chuẩn bị đi phỏng vấn visa du học Mỹ không em ha? Em nghĩ tự tin, với lại mình chủ động mình tìm hiểu những cái câu hỏi và nhờ qua các chị, nếu có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi. Rồi tới đó thì mình chỉ cần tự tin mình trả lời những câu hỏi mình đã được chuẩn bị sẵn thì sẽ ok. Rồi chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những thông tin mà Thảo Nhi đã cung cấp ha. Chị hy vọng là sau 5 năm em học ở Mỹ có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.